Bất động sản view hồ cực đẹp có thổ cư, diện tích mặt hồ lớn gần trung tâm huyện EK. Tọa lạc tại vị trí cực đẹp tại một trong những hồ tự nhiên lớn với diện tích hơn 50 ha, khí hậu trong lành cực kỳ mát mẻ. Bất động sản này sở hữu những yếu tố cực kỳ nổi bật. Cách trung tâm thị xã EK chỉ 10 km, đường ô tô vào tận nơi cực kỳ thuận tiện. Với chiều dài mặt hồ lên đến 84 m, tổng diện tích hơn 13.700 m, trong đó có 400 m thổ cư. Đặc biệt có hai mặt tiền đường lên đến 190 m và một căn nhà cấp 4 mới xây diện tích 60 m, nơi dân cư đông đúc, thuận tiện tiếp cận các tiện ích xung quanh. Theo lộ trình phát triển thì EK sẽ lên thị xã trước năm 2025. Và để thực hiện thành công kế hoạch đó, hiện nay EK có rất nhiều dự án lớn nhỏ như khu đô thị trung tâm hành chính, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, cụm công nghiệp EK, khu nông nghiệp công nghệ cao, logistics và rất nhiều dự án khác. Quay trở lại với bất động sản của chúng tôi, quý vị có thể nhìn thấy bất động sản tọa lạc trên một địa thế cực kỳ đẹp và cực kỳ thuận tiện để đầu tư. Có thể phân lô hoặc xây khu nghỉ dưỡng, xây dựng tổ hợp nhà yến hay làm homestay. Đặc biệt khi EK lên thị xã thì giá của bất động sản này sẽ tăng trưởng rất lớn. Chính vì vậy, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu bất động sản tuyệt đẹp này khi giá còn rất tốt, chỉ 320 triệu trên một sào, thương lượng trực tiếp chính chủ. Liên hệ với chúng tôi để cùng sở hữu, hãy tăng tên và chia sẻ đến người thân bạn bè quý vị đang có nhu cầu tìm kiếm bất động sản view hồ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.